Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình cũng quay cho bà con xem về cái bơ bút. Mặc dù thời tiết thì nó đang mưa đó, thì mình vẫn quay cho bà con xem về cái bơ bút hiện tại của năm 2017 á. Thì về cái vấn đề kỹ thuật á, mình cũng nói bà con á, cái quy trình mà làm cho cái bơ bút chúng ta đậu hoa, đậu trái, đẹp trái, bóng trái, chống rụng trái á, thì nó là một cả một vấn đề. Cái vấn đề ở dưới đây đó là thời tiết, nó là quyết định hầu như là 80% về cái sản lượng hoa của bà con nông dân với năm 2017 đó. Thì sản lượng hoa của bà con chúng ta rụng hết á là cũng do thời tiết, nó không đậu cũng do thời tiết. Và cái nguyên nhân mà không có trái, khi mà hình thành trái rồi bà con chúng ta nó cũng không đậu được á, là nguyên nhân bà con chúng ta chưa có được cái phương pháp đó là hãm đọt non, hay gọi là chặn đọt. Thì cái những cái cách mà chặn đọt hay hãm đọt mình cũng nói rất là rõ rồi. Thì cái vườn bơ này mình quay cho bà con xem á, cây bơ này bà con thấy không, toàn cây rồi rất là thông thoáng á, trái nó mọc từng cuốn á, rất là đẹp. Thì cái mô hình này thì mình cũng khuyên bà con chúng ta trong tác mà tạo tán làm cành cho cây bơ á, thì nó đóng vai trò quyết định cũng hầu như là 60-70% về cái việc mà tạo hoa, đậu trái, đó là về cái tán, cách làm cành. Thì thế nên ở những clip trước mình cũng hướng dẫn bà con cụ thể về cách làm cành rất là nhiều rồi. Thì còn về với cái vườn bơ này mình quay rất là từ từ và chi tiết để cho bà con xem và thấy được cái nỗi niềm hoặc là cái mong muốn của bà con khi mà trồng cây bơ bút lên đó, thì muốn trái nó được sai như ở trên hình đó. Mình may rất là chi tiết đó. Trái rất là đều, xanh, đẹp, bóng, nhìn rất là mê luôn á. Nếu quan điểm là mình á, thì thật chắc nếu cái bơ này nó mà chín thì muốn ăn liền luôn đó. Vì nó rất là đẹp, bóng, rất là xanh, xanh mượt luôn á, như trên hình đó các bạn xem, bà con xem á. Thì bà con để ý nha, clip này quay rất là chậm á, bà con để ý ở những cái trái bơ không, nó lêu lỏng từng cuốn á. Cái này mà chúng ta hái rất là tiện, chúng ta xách từng cuốn đi. Tuy trời đang mưa đó mình vẫn quay bà con xem, thì những hình ảnh này luôn luôn là những hình ảnh thực tế nha bà con. Mình quay rất là thực tế ở ngoài vườn này để cho bà con xem. Thì với cây bơ mình cũng khuyên bà con á, là phòng cái bị xì mũ, quét gốc, thối thân nha. Như những cây bơ này thì nông dân người ta cũng đã quét hết rồi. Đó. Thì cây bơ chúng ta phải quét hết xì thân, dù cây lớn hay cây nhỏ chúng ta phải quét vì cái điều kiện thuận lợi á, để cho cây bơ chúng ta nấm bệnh phát triển á, nhất là trời mưa phát triển rất là nhiều. Còn nhìn cái bơ đâu, hồi nãy giờ mình quay hầu như là không có cái trái bơ nào mà bị bụi xích chích phải nổ á đó. Đó mình quay rất là rõ ràng bà con á. Thì qua clip này mình cũng khuyên bà con á, khi mà hình thành trái non bằng chiếc đũa á, hạt trứng gà, thì lúc đó bà con phải chú trọng cái việc mà phun thuốc xua đuổi côn trùng nha, để tránh tình trạng nó chích vào trái chúng ta nổ thì mưa xuống á dễ bị thối lắm, thối rồi lúc đó nứt thì chúng ta sẽ không thu hoạch được, thì lúc đó chúng ta rất là tiếc. Nên chúng ta làm cây gì chúng ta phải chú trọng từ đầu hết, chúng ta đừng có bỏ dở nó ban đầu thì cái lợi nhuận thu chúng ta rất là thấp. Chúng ta đầu tư chúng ta có thu lại. Như vườn bơ này mình quay rất là cụ thể cho con á. Tuy mình quay hơi nhanh nha, vì thời tiết nó mưa nên bà con cũng thông cảm cho mình quay cái clip này. Thì quay bà con xem về cái bơ bút thôi. Hiện tại mình quay clip này là ngày 29 tháng 10 2017 đó. Đó mình quay mình up lên cho bà con xem. Thì clip này quay rất là cụ thể cho bà con xem á. Thì vườn bơ này mình quay ở huyện Cà Rông Bắc, EK. Bơ rất là sai, chi tiết đó, bà con xem. Nó rất đều và đẹp. Thì cái bơ bút này nếu chúng ta phun thuốc định kỳ thì chúng ta có thể giữ tới tháng 12 dương lịch. Chúng ta cứ lựa những trái từ từ chúng ta hái, chúng ta phun thuốc chế độ bón phân nuôi trái bình thường hết thì rất là lâu. Thì đây là clip của nông dân đang thu hoạch bơ. Nó đang thu hoạch cái bơ này thì mình rất là thích. Nó đi đó là rất là thích cái bơ bút này, rất là đẹp. Thì hầu như bà con nông dân ở cả đất nước Việt Nam chúng ta, vùng nào bây giờ cũng đã trồng được cây bơ hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chất lượng nó ngon này. Cái thứ hai là cái sản lượng nè. Làm thế nào nó ngon, nó dẻo, mà nó thơm, cái vị bơ. Thì chỉ có bơ Đắk Lắk thì nó mới rất là ngon. Chứ còn ở những vùng khác thì hầu như cái sản lượng đất nó không có đỏ và vàng, mà nó không có màu mỡ như ở vùng Tây Nguyên Đắk Lắk này.
Hồi nãy giờ mình quay bà con xem thì cũng 4 năm cây rồi. Đang tiến hành mình sẽ quay gần hết vườn. Thì clip này rất là dài, nên bà con cứ quan tâm và theo dõi clip nha. Rất là dài nha. Nên mình quay rất là từ từ bà con xem. Quay rất là thực tế của mô hình của bà con nông dân chúng ta. Đây là cảnh của bà con nông dân chúng ta. Thì mình luôn luôn quay những cảnh thực tế. Thì giống như bà con vườn chúng ta trồng lên, chúng ta có những cái cách mà chăm sóc bơ như thế nào cho nó hiệu quả. Thì đây là tất cả cái mô hình mà trồng bơ làm cành thông thoáng. Và con có để ý tại sao cái bơ nó thoáng lại trái nó nhiều nè? Giống như mình nhắc lại một số chị em phụ nữ á, khi mà thấy chồng làm cành á, mà cắt gần hết cây bơ á, là tiếc. Cứ nói sao ông cắt hết bơ như vậy, ông để nó tốt, nó xanh, nó đẹp, nó rậm, nó đẹp chứ. Cái đó mình khuyên là chị em phụ nữ chúng ta nói với mấy ông chồng này là hơi sai về cái kỹ thuật nha. Nên đừng có trách mấy ổng nghe. Ổng tỉa rất thông thoáng là cái sản lượng bơ đậu sẽ rất là cao. Vì nó quang hợp với ánh sáng được nhiều, nó đậu rất là nhiều. Còn không quang hợp được thì cái bơ nó sẽ rụng, hoa rụng trái, nó không có đậu nhiều. Đó là mình khuyên lại, mình nhắc lại nha. Chứ cái việc mà tạo cành tạo tán mình cũng nói rất là nhiều ở tất cả clip trước. Thì mỗi tuần mình quay những clip cho bà con xem thì thật chất mình rất là bận, không có thời gian để quay cho bà con xem. Nên cái việc mà để tạo động lực bà con quay cho những bà con xem á, thì bà con cứ đăng ký kênh đi. Khi nào mà cái lượng người đăng ký nó tăng dần lên á, thì lúc đó mình có động lực mình quay clip rất là nhiều về tất cả cây trồng cho bà con xem. Thì với Đắk Lắk chúng ta thì bây giờ những cái cây mà đang được bà con ưa chuộng nhất đó là cây bơ búp, thứ hai là cây sầu riêng, cái thứ ba là cây mãng cầu, cái thứ tư là cây na thái, mãng cầu thái. À, cái thứ năm là những cây trồng khác như là khoai lang, khoai môn, rồi củ gừng, củ nghệ. Nói chung là rất rất nhiều cây trồng. Thì mình sẽ quay tất cả các cây trồng khác bà con xem, kể cả dưa hấu, chanh dây hay là cây gì cũng có hết. Thì mỗi người có những cái đam mê, những cái cây trồng khác nhau. Nên mình sẽ quay tất cả cây trồng cho bà con xem về cái nhu cầu và cái cách nông nghiệp của bà con ta làm theo cái hướng mà mình thích và mình trồng ở vườn sao cho nó hiệu quả. Thì về cái kỹ thuật thì mình nói bà con chúng ta nó có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là cách chăm sóc phân bón, cái thứ hai nữa là thời tiết, cái thứ ba là tỉa cành thông thoáng. Nói chung là rất nhiều yếu tố để hình thành một cây bơ búp chúng ta nó hiệu quả. Và cái thứ tư là chúng ta phải chọn được đúng thuốc chúng ta phun. Việc vấn đề bây giờ là thuốc, chúng ta phải chọn đúng loại thuốc mà tốt, hiệu quả và chất lượng. Đặc biệt là nhu cầu sinh học của bà con chúng ta đang được quan tâm rất là nhiều. Chúng ta hạn chế cái hóa học đi, vì chúng ta rất muốn một nền nông nghiệp chúng ta được xuất khẩu đi với các nước như là châu Âu, Nhật Bản, rồi các nước Ba Lan, nói chung là rất nhiều nước khác. Thì clip này mình quay cũng rất là dài nên bà con cứ xem và đăng ký kênh nha. Mình quay rất là cụ thể và chi tiết về cây bơ búp á, trái rất là nhiều, đùm 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 đùm. Một cây bơ này mà tính trung bình nó bèo lắm một cây phải 2 tạ, ít nhất là 2 tạ. Ở trong vườn này thì hầu như là được gần 20 cây, là 20 cây này là gần 4 tấn. Đó là mình cho số ước lượng gần đúng cho bà con xem, vì cây này rất là sai, mình nhìn mắt thường đoán rất là nhiều trái. Đó mình quay nãy giờ, mình quay cây nào trái nào cũng rất là nhiều, nên bà con xem mà con biết liền à. Đó là vừa quy một vườn bút luôn, vì thời tiết nó rất là mưa nên mình không có thể nào quay chậm được nha, bà con thông cảm với mình nha. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì mình sẽ cập nhật dần dần và từ từ về những cây bơ búp. Thì sắp tới mình sẽ quay cho bà con về một số phương pháp mà chăm sóc cây bơ búp khi bắt đầu vừa chớm hoa, làm sao để cho nó không rụng nào, và những cái dây để ông bón phân như thế nào cho hiệu quả, thì để bà con chúng ta theo dõi và áp dụng được cái này. Vì bà con chúng ta rất là khó khăn về điều kiện. Thứ nhất là không có thể tiếp xúc được với cái những kỹ thuật hướng dẫn về cây bơ. Cái thứ hai là điều kiện thông tin, công nghệ thông tin nha, thì chúng ta cũng chưa tiếp xúc được nhiều, nên chúng ta không có thể mà áp dụng vào những cái phương pháp mới và kỹ thuật mới. Giống như những cái cây bơ thường chúng ta trồng bình thường nó khác, còn cây bơ búp nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là cao. Nên một lần nữa thì bà con cứ đăng ký kênh đi, để tạo mình cái động lực mình quay những video tiếp theo cho con xem. Thì vườn bơ này á, thì mình cũng quay cho bà con xem về cái tỷ lệ mà neo trái của cây bơ búp chúng ta rất là cao. Thì hiện tại tới đến bây giờ là giá bơ búp đã 80.000 rồi. Thì mình nói với bà con năm nay giá bơ rất là cao, là tầm 100 đến 200.000. Thì nếu bà con để càng lâu thì giá bơ rất là cao, vì nó tăng theo thời gian, theo ngày, theo tháng, nó tăng rất là nhanh. Nói chung là bơ búp riêng, cây nào cây riêng bơ búp,
thì với năm 2017 này là nó từ những năm về trước đến năm 2017 này á, thì hầu như là đi lên không có hạ, có nghĩa là tăng một ngày là 5 giá, 10 giá, có thể là 2-3 ngày tăng 2-3 giá, nói chung là giá này nó lên.